Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nuôi con khôn lớn của O2TV Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam chúng ta đang hướng tới một xã hội hội nhập và phát triển. Tiếng Anh là ngoại ngữ được nhiều bậc phụ huynh quan tâm và lựa chọn để cho con em mình theo học. Thế nhưng khi được hỏi thì nhiều người lại thường tỏ ra băn khoăn, không biết đâu sẽ là thời điểm để bắt đầu cho con em mình theo học, cũng như học theo phương pháp nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Chương trình ngày hôm nay sẽ cùng bàn luận tới chủ đề này. Và để bắt đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Yếu tố vui nhộn luôn là phương pháp mà các giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm bé thông minh đặt lên hàng đầu và áp dụng rất hiệu quả trong các giờ học tiếng Anh ở đây. Các em bé ở độ tuổi lên 4, lên 5 đã có thể học tiếng Anh qua những nội dung đơn giản, chủ đề gần gũi với các bé như các món ăn, các con vật, các loài hoa, các thành viên trong gia đình hay đơn giản là những bộ phận trên cơ thể con người. Cánh tay là arm, còn cổ là neck, mũi là nose, dad là bố, mom là mẹ, brother là anh, sister là chị. Mục tiêu chính của những giờ học như thế này là giúp các bé làm quen, khởi động với tiếng Anh một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Mỗi một lứa tuổi đó thì đều có một những cái phương pháp học tiếng Anh khác nhau, và với cái lứa tuổi mà từ 4 đến 8 tuổi thì đây cũng là cái lứa tuổi mà có thể khả năng học tiếng Anh tốt nhất đấy. Và chính vì vậy mà tuy nhiên thì tính cách của các bé thì cần là phải đa dạng những cái hoạt động để đỡ gây nhàm chán cho các bé. Chính vì vậy mà trong mỗi một giờ học của chương trình thì sẽ bao gồm rất nhiều hoạt động để các bé có thể kết hợp từ nghe, nhìn, khả năng nhận biết cũng như là có thể phát âm một cách chính xác. Một khóa học tiếng Anh của trung tâm thì sẽ bao gồm 3 năm, chia ra làm 3 cấp độ. Trong mỗi một cấp độ thì các bé sẽ được làm quen với những cái chủ đề hội thoại cũng như là từ mới khác nhau. Tuy nhiên thì cấp độ họ sẽ tăng dần từ năm thứ nhất cho tới năm thứ 3. Và thông qua đó thì thông qua một cái chương trình 3 năm thì sẽ cung cấp cho bé một cái phạm vi từ rất là rộng lớn cũng như là những cái câu hội thoại để các bé có thể nâng cao khả năng và tự tin với cái khả năng giao tiếp của mình. Bé học tiếng Anh không đơn giản chỉ là học tiếng Anh, mà thông qua hoạt động này, bé có thể học được những động từ, danh từ, miêu tả sự việc đó. Không bao giờ là quá sớm để bồi dưỡng niềm yêu thích tiếng Anh của trẻ. Sự vui nhộn đã đem đến cho trẻ một động cơ thực sự để trẻ nói tiếng Anh và yêu thích tiếng Anh. Khi học tiếng Anh ở đây, con thấy rất vui và con làm quen được bao nhiêu điều mới ạ. Con cảm thấy là rất vui. Vui với cả con được chơi đồ chơi, với cả được nhảy, được hát. Với cái chương trình tiếng Anh Fast Track English thì thứ nhất là sẽ được tích hợp rất nhiều những cái trò chơi, sử dụng những cái công nghệ hiện đại giúp các bé là có thể tương tác với bảng thông minh rất nhiều lần ở trong giờ. Và chính vì vậy mà tạo cho các bé một cái hứng thú là giơ tay rất là nhiều lần ở trên bảng. Khi trẻ bắt đầu đi học thì ngoài việc tập đọc, tập viết bằng tiếng Việt thì nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu băn khoăn về việc học ngoại ngữ của trẻ. Các bậc phụ huynh đều mong muốn rằng con em mình sẽ giỏi ít nhất một ngoại ngữ ngay từ bậc đầu tiên của tiểu học. Và với nhiều gia đình thì ngoài việc cho con theo học tại các trường quốc tế thì cũng có rất nhiều các bậc phụ huynh đã không tiếc tiền cho con theo học ngoại ngữ tại những trung tâm có giáo viên nước ngoài đào tạo với mong muốn là trong tương lai con em mình sẽ có thể đi du học. Tuy nhiên với việc học ngoại ngữ của trẻ thì chúng ta cần phải nhìn nhận đúng ở rất là nhiều khía cạnh. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề này với bà Hoàng Mỹ Anh đến từ Trung tâm Bé Thông Minh. Xin cảm ơn bà Hoàng Mỹ Anh đã đến tham dự chương trình của chúng tôi. Thưa bà Hoàng Mỹ Anh, có rất là nhiều bậc phụ huynh muốn cho con mình học tiếng Anh từ những bậc mầm non hoặc tiểu học. Vậy thì nên theo những cái phương pháp nào để có thể đạt được hiệu quả tối đa thưa bà? Chúng ta phải hiểu là trẻ ở tuổi mẫu giáo và từ những năm đầu tiểu học thích học theo cái cách nào. Ở cái lứa tuổi này thì cái sự tập trung của trẻ nó rất là ngắn. Nếu như mà bạn dạy tiếng Anh hoặc là bất cứ một môn học nào mà chúng ta dẫn giải quá dài thì trẻ sẽ rất là chán. Để buổi học có hiệu quả thì chúng ta cần phải kết hợp rất là nhiều các hình thức học tập khác nhau. Trong cái buổi học chúng tôi sử dụng bảng thông minh, chúng tôi sử dụng hình ảnh, âm thanh
các trò chơi, vận động, tương tác với bảng thông minh, các cái cuộc thi đua giữa các nhóm hoặc là giữa các cá nhân trong việc phát âm từ, rồi sử dụng rất là nhiều bài hát để trẻ có thể ghi nhớ được những cái khái niệm, ghi nhớ được từ vựng. Và đồng thời là trẻ rất là hứng thú, không cảm thấy nhàm chán trong một giờ học. Trẻ trong độ tuổi này thì rất là thích học bằng tranh ảnh, bằng giáo cụ trực quan. Chính vì vậy là người giáo viên cần có những cái đầu tư rất là thích đáng vào cái việc là làm thế nào để một buổi học của trẻ mang lại kết quả tốt nhất. Trẻ nhỏ cần nghe nhìn, bắt chước và làm các cái hoạt động vận động, và có như vậy thì một buổi học của trẻ mới trở nên rất là hứng thú. Đó là một số những công cụ để có thể giúp bé cảm thấy hứng thú hơn đối với việc học ngoại ngữ. Vậy thì theo bà thì môi trường như thế nào sẽ là môi trường tốt nhất để tạo điều kiện cho trẻ hứng thú hơn với việc học ngoại ngữ ạ? Tôi nghĩ môi trường tốt nhất là môi trường mà trẻ cảm thấy thích thú. Trẻ thấy thích đến lớp, trẻ thấy thích cô giáo, yêu các bạn, yêu các cái giờ học của mình, và về nhà thì cũng thích nói tiếng Anh với bố mẹ chẳng hạn, thì đấy là một môi trường kích thích nhất cho trẻ. Đồng thời thì ở nhà cũng nên tạo một môi trường tốt, bố mẹ nên đặt ra những cái mục tiêu phù hợp với cái lứa tuổi và phù hợp với trình độ cũng như là cái mong muốn của con mình. Đừng bao giờ đặt những cái mục tiêu quá cao hoặc là đừng ép buộc trẻ. Như vậy thì chúng ta mới tạo ra được một môi trường tốt kể cả ở trường lẫn ở nhà. Nhiều ông bố bà mẹ có mong muốn là con mình sẽ giỏi ít nhất là một ngoại ngữ ngay từ những cái năm đầu tiên của tiểu học. Và chắc hẳn là với mong muốn như vậy thì không ít ông bố bà mẹ đã mắc phải một số sai lầm. Vậy thì đâu là những sai lầm mà các ông bố bà mẹ thường gặp nhất nếu mà mong muốn cho con mình giỏi tiếng Anh ngay từ khi còn rất sớm như vậy? Thực ra thì có những người thì rất là muốn cho con học tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ nào đó. Cũng có những người thì cũng rất là e ngại. Và cái e ngại của họ là con tôi chưa giỏi tiếng Việt thì tại sao lại phải học tiếng Anh? Thì thực ra thì theo các cái nghiên cứu khoa học ấy, thì trẻ nhỏ học ngoại ngữ hoặc học tiếng Anh theo một cách rất là khác với chúng ta. Trẻ không bao giờ cảm thấy khó mà luôn luôn thích một cái tìm hiểu một cái ngoại ngữ mới. Trẻ rất là năng động khi tiếp thu một ngôn ngữ mới. Trẻ bắt chước người ta nói tiếng Anh này hoặc là tiếng Pháp này. Trẻ thích thú với những cái tìm hiểu một cái nền văn hóa nữa. Cho nên là trẻ không bao giờ cảm thấy khó khi mà học một ngoại ngữ. Tuy nhiên những cái khó đấy thì nhiều khi người lớn lại áp đặt lên. Ví dụ chúng ta thấy là học một ngoại ngữ rất là khó, bởi vì chúng ta học theo cái cách là học về kiến thức này, học dựa trên ngữ pháp này, học dựa trên giáo trình. Tôi cũng có gặp một trường hợp là một bà mẹ là bắt con học ngoại ngữ. Khi tôi đến chơi thì mẹ đang mắng con là làm bài tập đi, làm xong thì mẹ mới cho đi chơi. Con thì cứ phụng phịu, bảo là con chẳng biết làm như thế nào. Mẹ thì cứ bảo, thế học ở trường rồi, bây giờ phải nhớ lại mà làm bài tập, không là đến lớp cô giáo mắng. Thì nói chung là hai mẹ con cứ mỗi người một ý như vậy. Thì tôi cũng có hỏi bé là thế cái đồ bài tập của con đâu để cho bác xem. Thì con đưa bài tập ra thì thực sự là tôi thấy là cái cách mà chúng ta bắt trẻ con làm bài tập ở nhà tiếng Anh như vậy thì không ổn. Vì trẻ thực sự là trẻ chỉ có thể làm bài tập khi mà trẻ nhớ được những gì trẻ đã học được ở lớp. Và những cái hứng thú cũng như những cái luyện tập nó phải đầy đủ, nó phải đủ thì trẻ mới có thể nhớ lại những cái điều gì đã học và làm được bài tập. Và kể cả các cái bài tập thì chúng ta cũng phải sử dụng tranh ảnh, phải sử dụng CD, chứ không phải là đưa một cái bài tập giấy và bảo là làm đi. Nó gây ra cho con rất là nhiều áp lực. Các nguyên tắc khi cho trẻ học tiếng Anh: không gây áp lực cho trẻ, dạy trẻ thứ trẻ thích, không so sánh trẻ này với trẻ khác. Tôi đã chứng kiến khá nhiều trường hợp có những em bé khi bước vào lứa tuổi từ 2 đến 3 tuổi thì có thể trả lời phanh phách những từ tiếng Anh mà bố mẹ hỏi, như là con cá là gì, con gấu là gì, quyển sách là gì. Nhưng khi mà bé được 5 tuổi thì bé lại không thể nào phản xạ nhanh như vậy. Vậy thì đâu là lý do, thưa chị? Đặc điểm của lứa tuổi là như vậy. Ở tuổi 2 đến 3 tuổi trẻ có thể làm được những việc như thế, nhưng mà đến khi 5, 6 tuổi thì bạn lại cảm thấy là con bạn chậm đi. Tại sao trước kia bé giỏi thế mà bây giờ bé lại như vậy? Thì thực ra là mỗi một bố mẹ thì thường là rất là kỳ vọng của con và mong muốn là 2, 3 tuổi làm như thế thì đến 4, 5 tuổi phải làm được nhiều hơn, tốt hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng chưa hiểu được là cái giai đoạn phát triển của con ở cái thời điểm này thì con có thể làm được việc này, ở thời điểm khác con có thể làm được việc khác. Khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta đừng có kỳ vọng quá và chúng ta sẽ không bị thất vọng ở cái mức độ học tập của con. Khi mà bạn thấy con bạn có những cái biểu hiện như bạn nói là chậm đi thế có thể bạn rất là buồn, nhưng mà thực sự thì không phải là con bạn chậm đi, con bạn đang học theo một cách khác.
không phải là học vẹt nữa. Các con bắt đầu học theo cách là có tư duy, có phân tích và lên những cái quá trình học cao hơn. Vì thế cũng các bạn đừng thất vọng mà vậy, các bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về cái sự phát triển về nhận thức của con trong từng giai đoạn. Có nhiều bậc phụ huynh khi cho con theo học ngoại ngữ tại các trung tâm thì thường tỏ ra là sốt ruột, không hiểu rằng là con mình học gì ở trung tâm, học gì ở trường mà về nhà không thấy bé có thể trả lời được những cái câu hỏi của bố mẹ. Vậy thì theo chị đâu là nguyên nhân ạ? Thực ra thì cái việc này cũng khá là khó nói. Ví dụ như là con bạn học ở một trung tâm mà thiên về ngữ pháp hoặc là thiên về viết hoặc là thiên về nghe này thì con sẽ ít nói tiếng Anh. Nhưng nếu mà bạn cho học thêm ở một trung tâm mà cái mục tiêu của họ là thực hành tiếng bằng nói, bằng lời nói, bằng hoạt động, bằng ngữ cảnh thì con sẽ thích nói tiếng Anh hơn. Một vấn đề nữa, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý. Thường là khi con về đến nhà thì bao giờ cũng hỏi là hôm nay con học cái gì? Và đây thực sự là một câu hỏi rất là khó. Tôi cũng đã gặp rất là nhiều trường hợp ngay tại trung tâm bố mẹ hỏi là hôm nay con học cái gì và con không thể nói được. Và bố mẹ bảo là cô, thế ngày hôm nay con tôi học cái gì mà chả bao giờ nói được. Thế thì tôi cũng phải giải thích với phụ huynh là cái trí nhớ của trẻ nó rất là ngắn. Và nếu mà phụ huynh muốn biết là con mình có tiếp thu được cái gì hay không thì hãy nên xem cái giáo trình của con hoặc là nên xem những cái phần hướng dẫn của giáo viên. Trong đó thì các cô giáo bao giờ cũng nói là hôm nay con đã học mẫu câu như thế nào, con đã học từ vựng nào, con đã thực hành những hoạt động gì, và cha mẹ nên hỏi theo cái cách đó hoặc là đọc kỹ những cái hướng dẫn của giáo viên khi mà họ hướng dẫn là về nhà anh chị ôn bài với con theo cách nào. Nếu các bạn làm được như vậy thì các bạn sẽ thấy là con bạn có rất là nhiều tiến bộ chứ không phải là không. Nhưng mà lúc nào cũng tức là khi mà đặt câu hỏi thì các bạn muốn là con phải trả lời ngay là trong 2 tiếng hoặc trong 1 tiếng vừa rồi con làm được cái gì. Thực ra là trẻ con sẽ phải mất một thời gian để nghĩ lại, và trẻ con nó không thích phải đứng suy nghĩ như thế, nó sẽ chạy đi chơi một trò chơi này hoặc là nó sẽ đi chơi với các bạn hoặc là nói một cái câu chuyện gì khác mà dễ hơn với mình. Hướng tới mục tiêu làm giàu ngôn ngữ cho trẻ và giúp trẻ làm quen với tiếng Anh trong môi trường tương tác toàn diện, giờ đây những giờ học như thế này đã trở thành niềm yêu thích và sự tự tin đối với những bé đang theo học tại trung tâm bé thông minh. Trẻ em có đặc tính chỉ có sự chú ý, tập trung trong một thời hạn ngắn. Bởi vậy, nên phương pháp tiếp cận tiếng Anh đối với trẻ phải luôn luôn sinh động, thay đổi để tránh nhàm chán và mất tập trung. Thầy Chiến chia sẻ, để tạo cảm giác hứng thú cho các bé, trước khi bước vào giờ học, bao giờ các bé cũng được bắt đầu bằng một trò chơi tiếng Anh đơn giản, để trẻ thấy thoải mái và bước vào giờ học một cách nhẹ nhàng. Trong mỗi một buổi học đó thì đều có một bài hát, và bài hát này thì đã được lựa chọn rất là kỹ càng để phù hợp với các lứa tuổi của các bé. Thông qua đó thì các bé có thể quan sát bản thông minh và sau đó thì làm theo cô giáo trong bản thông minh, và điều này thì sẽ tạo rất là hứng thú rất là nhiều cho các bé. Trẻ em luôn yêu thích âm thanh, nhịp điệu, các bài hát đối với các bé học ngôn ngữ. Đặc biệt, ngoại ngữ là một quá trình rất tự nhiên như khả năng bắt chước, khả năng phát âm, khả năng ghi nhớ và khả năng tự mình tìm ra các quy tắc, khác với việc học có ý thức đầy cứng nhắc của người lớn. Chỉ có những người học tiếng Anh một cách bài bản, thông qua những quyển sách ngữ pháp khi đã nhiều tuổi, mới cảm thấy việc học nói bằng tiếng Anh thật là khó. Còn với trẻ em thì không như vậy. Học ngoại ngữ từ sớm sẽ kích thích trí thông minh của trẻ. Theo các nghiên cứu khoa học cho thấy, trẻ em được học ngoại ngữ trước 5 tuổi sẽ gia tăng được khối lượng chất xám ở bán cầu não trái. Như vậy, học ngoại ngữ trước 5 tuổi giúp trẻ thông minh hơn, chứ không phải trẻ thông minh mới có khả năng học ngoại ngữ. Vì vậy, để trẻ học ngoại ngữ tốt, cần phải dạy trẻ từ sớm. Thưa bà Hoàng Mỹ Anh, những nguyên tắc cơ bản trong việc đào tạo ngoại ngữ cho trẻ ở trung tâm bé thông minh là gì và làm thế nào để có thể tạo được sự hứng thú cho trẻ trong việc học ngoại ngữ ạ? Chương trình Fast Track English
có được một lợi thế rất là lớn, đó là nó kết hợp giữa nghe, nói, hoạt động và các cái tình huống trò chơi để mà giúp trẻ rất là hứng thú trong học tập. Trẻ rất là hứng thú trong việc nói tiếng Anh, kể cả ở lớp cũng như là ở nhà, và trẻ có thể ghi nhớ được rất là nhiều từ mới. Chương trình có một lợi thế là sử dụng bảng thông minh. Với bảng thông minh thì các cái hình ảnh rất là đẹp và rất là hấp dẫn, và trẻ có thể hiểu được tiếng Anh mà không cần phải dịch sang tiếng Việt. Đó là một cái lợi thế rất là lớn, bởi vì sau này trẻ có thể nói được tiếng Anh khi mà gặp được một người nước ngoài với một cái phát âm và một cái ngữ điệu rất là chuẩn. Hệ thống phát âm chuẩn của chương trình đã được công nhận trên toàn thế giới. Điều này giúp cho học sinh có được những cái lợi thế rất là tốt. Và như các bạn cũng thấy là học sinh rất là thích đi học. Các con rất hào hứng trong việc phát âm này, trong việc nói tiếng Anh này và tương tác với các bạn, cũng như là luôn luôn thích xung phong để được nói tiếng Anh. Đây là sách bài tập của chương trình Fast Track English. Ví dụ như trẻ học về màu sắc, ở trên lớp thì trẻ đã nhìn thấy những hình ảnh này, đã được phát âm, đã được chơi trò chơi và thực hành tiếng về những màu sắc. Thì khi về nhà thì trẻ có một đĩa CD, phụ huynh sẽ bật đĩa CD cho con và con nghe lại, và con sẽ tìm các cái màu sắc như thế này. Thế con có thể nhớ được bài rất là tốt. Trong các cái buổi tối trong tuần con có thể ôn tập lại bất kỳ lúc nào, hoặc là lúc nào rỗi con lại ôn tập lại. Thì các bé ở trung tâm này thì bố mẹ thường là nói rằng là không bao giờ phải nhắc nhở là con học bài đi hay là con nghe CD đi, bởi vì là bản thân là khi cái giờ học ở lớp nó rất là sinh động và các con rất là muốn nghe lại. Và khi mà nghe lại xong thì các con sẽ nhìn thấy hình ảnh, màu sắc, và con có thể tô màu. Thế thì những cái hoạt động đó nó sẽ kích thích cái sự ham thích học tập và nuôi dưỡng một cái tình yêu đối với học tập lâu dài. Khi trẻ học chương trình tiếng Anh này, trẻ không chỉ học một ngôn ngữ, trẻ đã học được cách thức học một ngôn ngữ khác. Sau này khi con lớn thì con có thể học được rất nhiều ngoại ngữ khác với cái cách thức đó. Đó là một số phương pháp mà hiện tại trung tâm Bé Thông Minh đang áp dụng để có thể khơi nguồn cảm hứng cho trẻ, giúp trẻ cảm thấy hứng thú hơn trong việc học tiếng Anh. Vậy còn ở nhà thì sao? Theo bà thì có những cái biện pháp nào, có những cái cách thức nào để có thể giúp các bậc phụ huynh tạo hứng thú cho con em mình trong việc học ngoại ngữ? Thực ra thì có rất là nhiều cách. Ví dụ như là khi con bạn học về các cái bộ phận trên mặt này, trên cơ thể của con người chẳng hạn, thì bạn có thể chơi đố cùng với con, và mẹ chỉ vào tai chẳng hạn thì con sẽ nói bằng tiếng Anh, hoặc là mẹ chỉ vào miệng chẳng hạn thì con cũng sẽ nói bằng tiếng Anh, hoặc là ngược lại, hai mẹ con có thể trao đổi. Cái chơi đấy trẻ con nó rất là thích. Đôi khi thì bạn cũng có thể là đố con những cái từ này hay từ khác thì con sẽ rất là thích. Hoặc là đôi khi bạn sẽ có thể nói là mẹ không biết cái từ này thì trong tiếng Anh nói là như thế nào, và con sẽ hướng dẫn cho bạn. Con rất thích làm cô giáo bởi vì con rất là yêu thầy cô giáo ở trường, và con cũng muốn là con sẽ là một người thầy hoặc một người cô để dạy lại cho bạn. Và những cái đó là những cái trò chơi nho nhỏ nhưng mà trẻ rất là hứng thú. Hoặc là khi con bạn học về các món ăn thì bạn cũng có thể hỏi là thế cái món ăn này trong tiếng Anh thì người ta gọi là cái gì chẳng hạn, thì con sẽ nói, bạn phải động viên khuyến khích. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng là trong rất nhiều những cái từ trẻ con học ấy, trẻ con không thể nhớ được hoàn toàn tất cả 100% các cái từ, và khi đó thì mình phải động viên, chứ đừng nói là tại sao có thế mà không nhớ được, thì là trẻ sẽ rất là áp lực và trẻ sẽ ngại nói tiếng Anh. Ngoài ra thì tôi nghĩ là cũng có một số phụ huynh không phải là nắm vững được tiếng Anh lắm, thì các bạn cũng có thể là mua sách báo cho con những cái truyện tranh, và khi mà con mở sách ra thì con như là lạc vào một cái thế giới truyện cổ tích chẳng hạn, thì con sẽ nhớ lại những cái từ con đã học, và kể cả những từ con không học con cũng vẫn có thể đoán ra để hiểu. Nhưng mà cái chính là chúng ta đang động viên cho con là thích đọc sách và thích học tiếng Anh. Có rất là nhiều những cái cách thức khác nhau, cái chính là bạn phải dành thời gian. Trong thời đại hiện nay ấy, thì là Internet cũng có rất là nhiều những cái trò chơi sử dụng tiếng Anh giúp cho con bạn học được từ vựng, giúp cho con bạn tạo những cái phản xạ tốt trong tiếng Anh. Bạn có thể là tra cứu và tìm những chương trình thích hợp. Tuy nhiên theo tôi là khi mà đã vào Internet thì bạn lại phải dành thời gian để kiểm soát, tức là để con bạn tập trung vào chuyện học tiếng Anh và phải dành một cái thời lượng thích hợp thôi, không nên để con ngồi quá dài với máy tính. Phương pháp dạy trẻ tiếng Anh. Dạy và học thông qua trò chơi, thơ ca, văn vần, bài hát, các bộ phim hoạt hình không lồng tiếng Việt. Khối lượng kiến thức tùy thuộc vào trẻ và độ tuổi của trẻ.
Trẻ càng bé, lượng từ mới tiếng Anh mà trẻ tiếp nhận càng ít. Thời lượng một buổi học cũng tùy thuộc với từng độ tuổi và sự hứng thú của trẻ. Trẻ càng nhỏ càng không nên ngồi lâu. Trong một buổi học, cần luân chuyển giữa ngồi một chỗ và vận động cho trẻ đỡ chán. Nếu có điều kiện, hãy cho con tiếp xúc với người nước ngoài để con tiếp thu cách phát âm. Dạy trẻ thông qua trò chuyện, qua các tình huống hàng ngày. Nếu bạn thường xuyên sử dụng tiếng Anh khi giao tiếp với con trong công việc hàng ngày, thì theo một cách tự nhiên, trẻ sẽ hiểu được cái bạn muốn nói do liên hệ các từ, các câu với sự vật, sự việc hay hành động. Dạy con bằng đồ dùng có hình ảnh trực quan, sinh động. Học tiếng Anh hay học bất kỳ một môn ngoại ngữ nào, điều quan trọng nhất đó chính là sự hứng thú. Và để có thể tạo ra được sự hứng thú cho trẻ trong việc học ngoại ngữ, thì điều cần thiết nhất đó chính là tạo cho trẻ một môi trường tương tác toàn diện để trẻ có thể phát huy được hết khả năng của mình. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đã đem đến cho quý vị và các bạn những bậc phụ huynh đang quan tâm đến việc cho con theo học tiếng Anh cũng như là các môn ngoại ngữ khác có được một lựa chọn tốt nhất cho con em mình. Chương trình ngày hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.